Chúng ta sẽ không chỉ là một công ty giải trí, chúng ta sẽ phát triển theo mô hình tập đoàn giải trí. Chúng ta sẽ không chỉ có một mình, chúng ta sẽ có cả một thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đầu tiên gánh vác sứ mệnh đưa nền âm nhạc nước nhà phát triển theo mô hình chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ không chỉ mang lại lợi ích và giá trị về cho bản thân mình, chúng ta sẽ mang lại lợi ích về cho cả ngành giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng. Và từ ngày hôm nay trở đi, MTP Entertainment sẽ không chỉ nói về Sơn Tùng MTP nữa. MTP is us. MTP là chúng ta. Tùng tin chắc rằng tuyên ngôn của MTP Entertainment sẽ trở thành sự thật trong vòng 3 năm nữa. Em nghĩ đơn và khi mà em nhìn lại những cái quãng thời gian đó, người mà em thương nhất chính là cái thằng nhóc em phải học chị ơi. Em chả bao giờ em có suy nghĩ là em bắt buộc phải thắng cả. Chỉ có cái là em hay làm khổ em ở một cái là em luôn đi tìm và theo đuổi hai từ hoàn hảo. Em luôn nói với tất cả mọi người xung quanh em là dù bạn ở vị trí nào chăng nữa thì hãy trở thành cái người thật uyên thâm trong lĩnh vực đó. Bạn lái xe đúng không? Chả ai biết sự cống hiến của bạn là những cái gì, nhưng kết quả sẽ thể hiện cho tôi là người ngồi ở trên xe thấy, nhìn thấy mỗi cái ngày cái chuyện mà bạn làm. Bạn chào một người thôi nó cũng đã khác rồi. Bạn cảm ơn, bạn xin lỗi một người thôi nó cũng đã khác rồi. Em rất tự hào về một người tài xế của em. Không biết là ông ấy có ở đây không, nhưng em rất tự hào về người đó. Từ một người lái xe rất khô khan, nhưng bây giờ còn chào hỏi nhanh hơn tất cả những người nhân viên khác ở trong công ty luôn. Biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết phép tắc, biết thế nào là duyên dáng, biết thế nào là vô duyên. Và em, khi mà em nhìn vào con người đó, em cảm thấy rằng tôi không biết là tôi thành công được cái gì rồi đó, nhưng trước mắt là tôi đã thành công bởi một thứ, đó là tôi thay đổi được ông trở thành một con người tốt hơn. Tôi không biết tương lai rằng anh em mình sẽ đi với nhau đến bao giờ, nhưng ngày nào còn thuộc về nhau thì làm ơn ngày đấy hãy là những ngày chân thành nhất, những ngày tuyệt vời nhất. Và em cứ sống như thế, em cố gắng, em bám vào những cái điều đó để em và tất cả mọi người ở công ty em, tất cả chúng ta không có khoảng cách. Và đó được gọi là một gia đình. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì với Tùng, MTP Entertainment nó không phải là một cái nơi gì đó để mà chúng ta chủ tịch, nhân viên, tôi, tớ này nọ. Đó là một gia đình thứ hai của em. Và em coi tất cả những thành viên trong gia đình đó thực sự là những người thân của em. Khi tôi bước lên công ty, tôi là Nguyễn Thanh Tùng. Đơn giản là Nguyễn Thanh Tùng. Một con người vô cùng thoải mái, rất thoải mái. Em luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng ê, lên sân khấu thì năng lượng kiểu khác, nhưng lên công ty thì phải năng lượng kiểu khác nha. Lên sân khấu ấy, cái hoa cái hiếc cho cố vào, nhưng lên công ty ăn mặc bình dị đơn giản thôi, không cần phải loằng ngoằng cầu kỳ. Và đó là những sự thay đổi đầu tiên của em khi em chuyển mình từ một ông Sơn Tùng MCP trở thành một con người Nguyễn Thanh Tùng vô cùng bình thường, nhưng không phải ở nhà. Em cũng rất là muốn có một cái coffee shop mà nơi đó không chỉ là một cái quán cà phê bình thường nữa, mà nơi đó sẽ có rất là nhiều thứ để chúng ta ngồi lại và thưởng thức hơn là một quán cà phê. Ở nơi đó chắc chắn quán cà phê của ông Tùng thì thỉnh thoảng phải gặp ông Tùng là điều đương nhiên. Ông Tùng thậm chí còn đến đấy mặc tạp dề, bê nước, bê nôi, rất là cẩn thận, phục vụ rất tận tình, chu đáo là đằng khác. Không chỉ là dành cho Sky nữa, mà dành cho tất cả những ai đam mê về đồ uống hay ẩm thực. Tại vì mình thấy rất là nhiều người hay hỏi mình rằng anh ơi anh mặc quần gì đấy, anh ơi anh mặc áo gì đấy, kính anh mua ở đâu đấy. Thế là mình cũng tự nhận thấy rằng ừ, mình ngoài cái việc hát hò ra, ngoài cái việc nói linh tinh trên sân khấu ra, thì mình cũng có thể truyền được cảm hứng bởi những cái bộ trang phục của mình đấy chứ.
Và rồi thì Tùng đã tự nói với bản thân mình rằng, ê, mình nên làm một cái điều gì đó để đáp ứng được nhu cầu của mọi người đi. Rất là nhiều người để ý chuyện ăn mặc của mình, thì tại sao mình không làm một cái brand riêng của mình đó. Và sau đấy thì Plus 84 thì nó đến rất là một cách rất là tình cờ đó. Và khi mà Tùng nhìn thấy cái cộng 84 á, điều đầu tiên mình nghĩ đến không phải là mình, mà điều đầu tiên mình nghĩ đến đó chính là dân tộc mình, quốc gia mình, mã vùng của Việt Nam. Và dù mình gọi đâu chăng nữa mình cũng vẫn phải cộng 84. Ồ thế tại sao mình không đặt một cái gì đó liên quan đến dòng máu của mình, liên quan đến sự tự hào của mình. Và đó là lý do tại sao mà Tùng quyết định đặt Plus 84. Làm sao mà có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người càng nhiều càng tốt. Đó là điều mong muốn nhất của Tùng. Tại vì Plus 84 mở ra cũng chả khác gì như một bài hát của Tùng cả. Tùng gói ghém, truyền thông điệp vào nó. Quan tâm, chia sẻ và thậm chí là comment và thậm chí là gặp nhau. Đó là nơi khác với các trang mạng xã hội khác là vì vậy. Em rất là hạnh phúc khi những người đi theo em họ luôn hiểu rằng anh Tùng, Oppa hay Chủ tịch hay Sang Trang Nghiêm luôn đi tìm kiếm cái sự hoàn hảo đó. Và mọi người cũng cùng em nỗ lực đi tìm kiếm sự hoàn hảo cho riêng mình. Nhưng sự hoàn hảo ở đây không phải là chúng ta phải thắng. Sự hoàn hảo ở đây đó là động lực. Dù mày có làm hoàn hảo đến 10 điểm đến chăng nữa, nhưng đối với tao không bao giờ, chỉ có 9,5 mà thôi. Đó là cái mà em hay nói với đồng nghiệp của em. Và mọi người đã quen câu nói đến nỗi mà trước khi em tham gia bất cái gì, bất kỳ một cái gì, mọi người cũng chỉ nói là thôi sao Trang Nhìm hôm nay đừng 10 nhá, 9,5 thôi. 9,5 mà rồi còn 0,5 điểm mình phải cố gắng cho lần sau chứ. Bây giờ chủ tịch mà 10 điểm thế này thì lần sau biết cố lên mấy điểm. Và em cảm thấy vô cùng tự hào với những tinh thần và những cảm xúc của mình được truyền tải đến nhân viên của mình. Và mọi người hiểu được cái chuyện đó. Mọi người thực sự muốn làm chuyện đó chứ không phải đến đây. Yeah. Không phải ngồi đây để lắng nghe bởi vì ông là chủ tịch. Không phải ngồi đây để mà ngồi mệt mỏi để lắng nghe những cái thứ trên trời dưới biển bởi vì ông là Sơn Tùng MCP. Và hy vọng rằng sau buổi press conference, buổi họp báo ngày hôm nay thì MCP, những thông điệp, những thông tin từ MCP có thể tiếp cận được tất cả mọi người một cách dễ dàng hơn. Và thông qua tất cả mọi người thì những thông tin này có thể đến được với khán giả dễ dàng hơn. Và cũng rất hy vọng rằng sau buổi họp báo này, Tùng và tất cả mọi người, chúng ta có thể cùng nhau đưa những giấc mơ của những người Việt Nam, của những người trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc cho mọi sự thăng hoa đến với tất cả chúng ta. Cảm ơn rất nhiều.